Một lần nữa thì xin thông cảm cho tôi vì trả lời chậm những cái câu phản hồi của quý bạn đọc trong chương trình Dân ta phải biết luật ta. Các bạn biết không, để trả lời cho quý vị và các bạn mặc dù là miễn phí, tuy nhiên rằng tôi cũng có một cái sự đầu tư nhất định vào trong những cái hồ sơ này, vì tôi muốn rằng là kiến thức của tôi sẽ nhân lên gấp 5, gấp 10, gấp 100, gấp 1.000 lần. Và vì vậy, những câu trả lời của quý vị và các bạn sẽ được luật sư diễn giải theo một cái ngôn ngữ bình dân, nhưng có cái kiến thức pháp luật lồng ghép vào trong cái video. Có một bạn hỏi như thế này bạn ạ. Mẹ tôi có mang sổ đỏ nhà đi gửi cho nhà chị gái của mẹ, tức là sổ đỏ mang tên của mẹ tôi nhưng đi gửi nhà chị gái của mẹ. Bà chị lại thiếu tiền đem đi thế chấp cho người khác để vay vốn. Liệu có mất sổ, mất nhà không, luật sư? Mẹ tôi không có ký bất kỳ trong sổ sách đó cả. Tôi tạm đọc cái video có tên là có mất đất mất nhà. Thì thưa quý vị và các bạn, để trả lời cái câu hỏi này không khó, tuy nhiên tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe một cái câu chuyện, sau đó sẽ có cái trả lời cho bạn đọc rất ngắn này. Tôi có tham dự một cái vụ kiện, khiếu kiện hành chính hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cô cháu ruột tên A, cô đi với người cô, và trong cái quá trình đi với người cô thì cổ lén lút cổ mới rút một cái sổ trong rất là nhiều sổ của người cô ra. Và các bạn biết không, thì người cô không có biết cái việc mà người cháu này đã rút cái sổ ra. Và khi phát hiện cái sổ bị mất thì người cô này cổ đã làm lại một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và các bạn biết rồi, theo cái trình tự thủ tục thì chủ sử dụng đất là cổ. Và cổ đã tường trình là cổ không biết mất và thất lạc ở đâu, thì cổ đã làm lại cái chứng từ, cấp lại phó bản giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà trước kia mà người cháu A này đã rút, đã lấy cắp thì nó không còn hiệu lực nữa. Thì nói về cái người cháu này, thì người cháu này sau khi mà rút cái sổ của người lén lút đi, lấy cái sổ của người cô và đem đi thế chấp đảm bảo cái nghĩa vụ của chị A này. Các bạn biết rồi, cái điều gì tới nó sẽ đến thôi. Thì cái ông chủ, cái chủ nợ vay tiền họ mới khởi kiện ở tòa. Sau khi biết rằng cái người cô này đã làm lại giấy thì họ đến tòa họ khiếu kiện hành chính. Họ yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người cô. Và phán quyết của tòa đã có cái hiệu lực pháp luật là việc cái người cô này đi làm lại cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, họ không biết. Vấn đề thứ hai nữa là họ không phải bản thân họ, ý chí của họ đi vay tiền, cho nên cái việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng trình tự thủ tục của việc cấp lại do mất, do thất lạc, do bị hư hỏng của Ủy ban Nhân dân cung cấp là đúng. Công văn của Ủy ban Nhân dân cung cấp trả lời việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dựa trên cơ sở là cái bà cô này nè, bà nói rằng bà mất giấy và bà cam kết bà đã không có đem cái giấy để đi cầm cố thế chấp chuyển nhượng cho ai hết, thì chúng tôi cấp lại thôi. Câu trả lời của tôi trong trường hợp đối với vị khách hàng này là nếu trong trường hợp chính cái người chủ quyền đi vay, chính cái người chủ quyền đi đặt cọc, chính cái chủ quyền đi cầm cố thì cái giấy đó mới có giá trị pháp lý.
cái giao dịch đó mới được phát sinh. Tuy nhiên thì xã hội Á Đông, các bạn ạ, xã hội Á Đông thì chúng ta cũng phải nghĩ đến lý do tại sao mà mẹ của chị lại đi đem gửi cái sổ đỏ cho người chị mà không để ở nhà. Và tôi cho rằng cái biện pháp tốt nhất của gia đình chị tránh nồi da sáu thịt rằng nếu như người chị của mẹ đã đi cầm cố thế chấp để vay cái khoản tiền sinh hoạt, tôi nói nha, tôi nói rất rõ, mẹ chị gái của mẹ chị đi vay số tiền sinh hoạt để giải quyết những nhu cầu trước mắt thì chúng ta hãy nên thỏa thuận để mà lấy về. Trong trường hợp cần thiết thì chúng ta mới sử dụng đến kiến thức pháp luật. Một chút cái kiến thức gửi tặng chị, nếu chị trong trường hợp chị cảm thấy vừa ý thì chúng ta sẽ có thể gửi lời cảm ơn đến luật sư Thu Đoàn trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi hy vọng rằng những anh chị em nào đó xem những video nào tương tự trong trường hợp này thì chúng ta biết để chúng ta tự mình bảo vệ mình. Tôi không chỉ đường cho hưu chạy, vì bản thân tôi vẫn nói rằng là nếu chúng ta đem cái sổ, đem cái giấy chứng nhận quyền xuống đất, chúng ta đi cầm cố, chúng ta đi thế chấp để đảm bảo một cái khoản vay nợ nào đó, thì chúng ta hãy nên bằng một cái sự chính trực trong cái giao dịch, một cái sự công bằng, chúng ta hãy mạnh dạn trả tiền cho người ta và lấy sổ về, không có làm cớ mất, không có làm mất phó bản, cấp phó bản hay hàng loạt những cái vấn đề gì đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Các bạn ạ, một số bạn đọc có hỏi những cái câu hỏi mà luật sư cũng không biết đường trả lời, không phải là trả lời về luật mà thiên về những cái vấn đề tế nhị, thì các bạn hiểu rằng luật sư sẽ không trả lời các bạn. Ví dụ như bạn hỏi một số câu trả lời: chị ơi, trong một cái vụ đánh bạc mà tổng cộng có 10 người, tòa tuyên 10 người, trong đó có 9 người treo rồi, em bị giam, lý do tại sao? Dạ xin thưa luật sư không biết. Các bạn ạ, có những vấn đề thuộc về tế nhị, tôi chỉ hướng dẫn quý vị và các bạn trong những cái vai trò kiến thức pháp luật là chính. Tôi không chỉ, tôi không bày, tôi không vẽ cho các bạn để các bạn lách luật, vì đó cũng là cái sự chính trực của luật sư. Cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi xin trân trọng cảm ơn.